Trong 24 giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ trưa nay, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày 19 tháng 9, trời giảm mây, nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến mưa rất to, thời gian mưa chủ yếu về chiều, tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ, dao động từ 30 đến 32 độ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu trời giảm mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét, gió tây nam cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió tây nam cấp 4, độ ẩm 80 đến 85%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 9 năm 2024, mực nước cao nhất 405 cm vào lúc 14 giờ 30 phút và mức thấp nhất 80 cm lúc 20 giờ 30 phút.